Xin chào tất cả mọi người, mình là Nga Phạm, đến từ khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề viễn thị. Đầu tiên, viễn thị là một tình trạng xảy ra do giác mạc quá phẳng hoặc là trục nhãn cầu quá ngắn, khiến cho ánh sáng khi mà đi qua mắt thì sẽ hội tụ ở phía sau võng mạc, chứ không phải là hội tụ chính xác trên võng mạc như là người không mắc tật khúc xạ. Người viễn thị khi mà không đeo kính thì khả năng nhìn xa tương đối tốt, tuy nhiên nhìn gần sẽ kém bởi vì mắt phải điều tiết nhiều hơn để bù trừ độ viễn, dẫn đến tình trạng dễ bị nhức mỏi mắt, nhìn bị nhòe, mờ sau một thời gian dài nhìn gần lâu. Đặc biệt là ở trẻ em khi mà độ viễn tương đối cao mà không được chỉnh kính sớm, trẻ sẽ phải điều tiết rất nhiều để nhìn, dẫn đến hai mắt bị lệch vào trong gây ra tình trạng nhược thị. Viễn thị là hình thái bẩm sinh do cấu trúc mắt, cho nên thường không tăng mà sẽ giảm dần theo tuổi. Nếu như độ viễn không quá cao thì lớn lên con có thể hết được, thậm chí là chuyển dần sang cận thị. Còn nếu độ viễn quá cao, khoảng từ 5 đến 6 diop trở lên thì phần lớn là không thể hết được. Tùy thuộc vào độ viễn, độ tuổi và tình trạng mắt để quyết định là có cần phải đeo kính hay không. Ví dụ, trẻ nhỏ khi mà mới sinh ra thì hầu hết đều mang một chút độ viễn, gọi là viễn thị sinh lý theo tuổi. Độ viễn này sẽ giảm dần khi mà các con lớn lên. Hầu hết đến giai đoạn khoảng 6 đến 7 tuổi thì các con còn độ viễn chưa đến 1 độ. Nếu như đến giai đoạn này mà các con vẫn viễn nhiều hơn, kèm theo triệu chứng nhức mỏi mắt, thì có thể là con sẽ cần phải đeo kính để cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn gần. Trên đây là giải đáp các thắc mắc về viễn thị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người trong các số tiếp theo.